tuyển nữ Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp ở World Cup. Tuy nhiên, trận đấu cuối gặp Hà Lan cũng sẽ có nhiều ý nghĩa với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Việc được cọ sát với Á quân World Cup ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ là trải nghiệm đáng nhớ, giúp các cầu thủ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Trang Sportmo, Anh đã đưa ra những nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Hà Lan. Hãng truyền thông này khen ngợi tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời dù thua Mỹ và Bồ Đào Nha. Sau khi bắt đầu World Cup với thất bại 0-3 trước Mỹ, tuyển Việt Nam hướng sự chú ý của họ tới cuộc gặp gỡ với Bồ Đào Nha. Nhiều người đã hình dung rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ chịu thất bại rất đậm sau khi Bồ Đào Nha sướng dẫn tới 2 bàn ở phút 21. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời và chiến đấu để hạn chế sức tấn công của đội bóng đến từ châu Âu. Với việc đã không còn cơ hội đi tiếp, tuyển Việt Nam vẫn sẽ tìm cách tạo ra một màn trình diễn ấn tượng khi chạm trán đội Á quân năm 2019, Hà Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cố gắng hết sức để gây khó khăn cho Hà Lan. Tuyển nữ Việt Nam để lại ấn tượng tích cực trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Trang Sportmo cũng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp Hà Lan. Hãng truyền thông này cho rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể sử dụng trở lại Trần Thị Hải Linh để củng cố cho khả năng phòng ngự. Tuyển Việt Nam có thể sử dụng Thu Thương, Diễm My, Trần Thị Thu ở vị trí trung vệ, trong khi Thu Thảo, Hoàng Thị Loan sẽ đóng vai trò là hai hậu vệ cánh. Sau trận thua Bồ Đào Nha, Trần Thị Hải Linh có thể trở lại đội hình xuất phát.